mừng tay mưa nhí chẳng hiền một lại. Bố mẹ từng tay cho bóng phai đừng khâu. Phù dệt phát dệt nó, phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trương trung toàn bà ư mơ. Ai em muốn mi bao chàng kinh chàng rô. Bố mẹ cho măng, bàn tay mi bà ư mơ khăn. Khúc cầu tạm trông khai lũ bên lũ bờ em.
Thời cũng biết thằng người xưa, phải tỏ thằng nào ở tất cả sòng hơn. Số chúc hải em áo, luôn luôn hảo hàn cân mạnh, dịch kinh phát tài, mất à. Bởi hay ở lỗ ma, bên đá ở lỗ tàu, cá mỏ vầy nhầm nhớ đầy ma. Và bà, bác hòn đi đều, hỏi cũng chưa sổ thằng nào ở tất cả sòng hơn, người gắn tình cảm và đuổi phù mía bàn trẻ. Chính mừng bộ mẹ bình đồng hạ sường, con chị lăng tới lại thái chiếc ba bầy. Cùng bà ải dành áo xưa phòng út sùng, cùng với em dành áo xưa nằm sờ bị nở. Chính nhìn bình phở, hóa quả chức cùng mẹ nai, trai bình khởi hóa quả chức cùng vũ ải. Mi cấm chẹp hoa quả nhất chiếc cầu phì những lần của em nghe ẩn thờ phà quảng nên ẩn thờ thèn quảng xú tuổi phụ biết bạn trẻ những lần phò cần nặng trước ép ngân hương xương cần nặng phát sừ trên hạt cần lại mừ của chắc hậu cần dịch chủ phụ cần lại vườn của chắc hậu cần dịch báo cánh xào dịch báo của chắc mi quang trào dịch xào của chắc mi quang hèn.
tây ngân khỏe sáu tám mươi của biển phú biển già của biển tà biển nai biển dính tích cá bản mây tích cá thành nhìn nhưng chẳng thiết thuồng bộ khai thành nhìn trai chẳng thiết thuồng bó tom làm mà sau gần khẩu mát cùng nước lầu về kinh khẩu cái lầu chắc chẹp chung mơ vào đồi phú bia bật trẻ để phẩy xương áo chở kho tiếng nói khỏi sáu tám mươi tinh lại phò mẹ phi nào. Và kính thưa quý vị, liên tục và liên tục cánh cổng hoa hạnh phúc của gia đình chú rể cường trong buổi sáng ngày hôm nay luôn luôn sẵn sàng cánh tay để chào đón toàn thể quý vị trở về chung vui với gia đình. Và để nữa xin được thay lời cho ban tổ chức gia đình, thay lời cho ông bà Trấn Na, xin được trân trọng và kính mời tới toàn thể các cụ ông cụ bà cô dì chú bác cũng như toàn thể các bạn trẻ nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao sáng nhất, rạng ngời nhất và hạnh phúc nhất cũng đã trở về với đất đài đàng hoàng hạnh phúc của mình. Một lần nữa xin được trân trọng và kính mời tới toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón cặp đôi yên ương. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay thật tuyệt vời từ phía quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, quả thật đúng là công cha thì như núi biển trời, thì sao báo được đời công cha. Và ngay sau đây xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng trở lại phía trước cổng hoa của ông chú cưới để cùng chào đón sự hiện diện của ông Hà Văn Trấn cũng như là bà Hà Thị La, là thân sinh mẫu của chú rể Hà Cường ngày hôm nay sẽ lên sân khấu để cùng tổ chức buổi lễ thành hôn. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vâng, quả thật đúng là thông xa thì như ruộng liền bờ, bên thì mong được rể, bên thì chờ được dâu. Sự hiện diện trên cánh tơ bồng của ông Trấn bà La cũng xin được trân trọng và kính mời ông Quảng Văn Xuân cũng như bà Hà Thị Hom, là thân sinh phụ mẫu của cô dâu của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng lên sân khấu để tổ chức buổi lễ thành hôn. Xin được trân trọng và kính mời. Hiện tại bây giờ cũng là sự có mặt đông đủ của hai bên gia đình cũng như ngày cha, ngày thân sinh do cô dâu và chú rể ngày hôm nay cũng đã có mặt hiện diện trên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị. Một lần nữa xin được trân trọng cũng như là thay lời cho ban tổ chức gia đình, thay lời cho cô dâu và chú rể cũng xin gửi tới toàn thể quý vị với những lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, vẫn còn đúng là tình yêu. Tình yêu là một hai chữ thiêng liêng, hai chữ kỳ diệu. Và yêu và lấy được người mình yêu, nó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong mỗi cuộc đời của mỗi con người. Và ngày hôm nay hai bạn trẻ Hà Cường cũng như Quảng Hương cũng đã đưa con thuyền tình của mình cập bến bờ hạnh phúc. Đó chính là sự hiện diện của toàn thể quý vị trong hôn trường cưới ngày hôm nay để minh chứng cho điều tuyệt vời đó. Vâng, một lần nữa cũng xin được xin lời cho ban tổ chức gia đình, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng ngồi dồn trở lại để chúng ta cùng chứng kiến giây phút thiêng liêng, giây phút hạnh phúc của hai bạn trẻ. Và cũng rất vinh dự cho MC Kim Cảnh ngày hôm nay được trở về với trung tâm khán phòng cưới của gia đình họ nhà trai tại bản Mờn 295. Nhà thơ của chúng ta phải thốt lên rằng tình yêu nó được tiếng gọi từ trái tim, và tình yêu đó là duyên tình của đôi đứa, và tình yêu nó cũng như hoa nở bốn mùa vậy, nó là hương say của cuộc sống, là hạt giống của tương lai và cũng là chiều dài của hạnh phúc. Và được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng tình của chính quyền địa phương xã Trường Lương ngày hôm nay kết hợp cho hai bạn trẻ chúng ta được nên duyên vợ chồng. Và đặc biệt hết nữa, tại bản Mờn 2 chúng ta, tại gia đình họ nhà trai đang diễn ra một sự kiện trọng đại, đó chính là buổi lễ thành hôn của hai bạn trẻ chú rể Hà Cường cùng với cô dâu Quảng Hương. Và cho phép MC Quân Cảnh xin được thay lời cho ban tổ chức gia đình xin được trân trọng và tuyên bố buổi lễ thành hôn của hai bạn trẻ chú rể Hà Cường cùng với cô dâu Quảng Hương xin được chính thức bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn từ phía quý vị để cùng chúc mừng.
chúng ta theo 1 2 3 rô 2 3 rô 2 3 chúc mừng hạnh phúc. Và điều đó xin được trân trọng và kính lời toàn thể quý vị giơ thật cao lên rượu của mình nhá. Đại gia đình mình sẵn sàng chưa? Vâng, chuẩn bị ạ. 1 2 3 2 3 2 3 chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin mời bên gia đình, xin mời toàn thể quý vị ở bên dưới. Vâng, chào hát kênh gia đình chúng ta ngày hôm nay cũng đã trở về để cùng thưởng thức buổi lễ thành hôn ngày hôm nay.